Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo online hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 16 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bắt đầu chuyến công du tới các nước Australia và New Zealand. Nhân sự kiện quan trọng này, mục xã luận trên báo Nhân dân điện tử có bài làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Australia. Bài báo khẳng định chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và đưa ra phương hướng, biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hai nước cũng ký các văn kiện hợp tác, qua đó cụ thể hóa nhiều thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương, góp phần tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Cũng sự kiện này, báo điện tử Chính phủ đăng tải bài viết nhấn mạnh đây là thời điểm chín mùi thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Australia. Bài báo đánh giá hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ những năm 1973 của thế kỷ trước và đến năm 2009 thì đã trở thành quan hệ hợp tác toàn diện. Những năm gần đây, quan hệ đó ngày càng tốt đẹp hơn. Và đặc biệt, những biến động địa chính trị của khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay càng tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác toàn diện hơn, sâu sắc hơn để đảm bảo lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc. Một cách cụ thể trong bài báo, chuyến công du đầu năm của Thủ tướng đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet đã chỉ rõ một nội dung quan trọng, đó là lợi ích của hai nước liên quan đến Biển Đông. Theo đó, Australia có lợi ích trực tiếp trong việc thụ hưởng hòa bình, ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á, cũng như an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nên dễ hiểu, Australia không thể không quan ngại trước những diễn biến không thuận lợi ở khu vực này. Mặt khác, chính phủ Australia cũng đã nhiều lần thể hiện rõ chính kiến của mình, yêu cầu các nước lớn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Chuyển sang các bài báo đáng chú ý khác, liên quan đến đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền như Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo với Sở Thông tin Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra hay Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Cũng trên báo điện tử Vietnamnet có bài Hợp nhất cơ quan đảng, chính quyền, chúng tôi từng tranh luận nảy lửa. Bài báo dẫn những kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh được nêu trong đề xuất sáp nhập. Theo đó, tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề, bàn cãi gay gắt về việc sáp nhập này. Qua tranh luận đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề và rút ra được nguyên lý là việc sáp nhập là có lợi, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời tinh giản được biên chế, tinh giản bộ máy và tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng ngân sách. Nếu đề xuất của tỉnh Quảng Ninh được chấp thuận thí điểm, thì đây sẽ là một bước đột phá, bước tiến rất dài trong nhận thức về thể chế hiện nay. Nhân tuần lễ quốc gia về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ đang được phát động trên cả nước, một cuộc bàn luận trên báo Quân đội Nhân dân điện tử ngày hôm nay có bài Bảo đảm an toàn lao động. Theo bài báo, để tránh có phát mà không thấy động, công tác giáo dục tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cần được tiến hành thường xuyên, chứ không thực hiện theo kiểu mùa vụ. Khi tiến hành, cần phải thực hiện nghiêm túc, tránh tính hình thức phong trào. Trong công việc này, bên cạnh sự chủ động, tự giác của chủ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Đối với người lao động, cũng cần phải tự học, tự tìm hiểu và chấp hành nghiêm quy trình làm việc, tuyệt đối không chủ quan để tự bảo vệ mình và bảo vệ sự an toàn cho cơ quan, đơn vị. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên báo điện tử Dân Trí là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố các cụm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Theo đó, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, toàn quốc có tổng số 38 cụm thi. Hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có số cụm thi nhiều nhất là 8 cụm. Các cụm thi còn lại đặt tại các địa phương. Trong đó, cụm thi số 21 đặt tại tỉnh Tuyên Quang do Trường Đại học Tân Trào chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, được dành cho thí sinh của hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Không phải chỉ mình ông là kẻ thất bại, là nhân đề bài báo đáng chú ý, bàn luận về vụ việc nhóm học sinh lớp 7 ở tỉnh Trà Vinh đánh hội đồng bạn học, được đăng tải trên mục sự kiện và bình luận trên báo Lao động Điện tử ngày hôm nay. Từ tâm sự đau đớn của người cha tự nhận mình là kẻ thất bại khi con gái bị đánh mà không biết, bài báo đặt ra câu hỏi, còn bao nhiêu vụ việc đánh bạn mà không biết? Có
còn bao nhiêu người cha không biết con bị đánh. Nên đó, không chỉ mình người cha này thất bại, mà sự thật còn là sự thất bại của nhiều người, của nhà trường, thất bại của cộng đồng và cả xã hội trước thực trạng bạo lực học đường hiện nay. Chuyên mục điểm báo online hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.